Tam Mỹ Đông, vùng đất anh hùng, vùng quê văn hóa. Nhìn bao quát từ trên cao, khung cảnh xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành sinh động với những xóm làng khang trang, những con đường bê tông dọc ngang như bàn cờ, những đồng ruộng, vườn cây xanh mướt. Tam Mỹ Đông là xã điểm xây dựng nông thôn mới ở huyện Núi Thành và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 3 năm 2016. Song song với đầu tư cho hạ tầng, xã Tam Mỹ Đông thực hiện nhiều giải pháp để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn trái như mít, xoài, dừa xiêm, quýt đường, chanh, bưởi da xanh kết hợp trồng hoa màu để có thêm nguồn thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Cái thôn này nông thôn mới kiểu mẫu, đó là được cái trên hỗ trợ cho tôi được 5 triệu trên một vườn. Do vậy gia đình tôi cũng chặt hết tất cả có cây tọc và trồng lại các loại cây ăn quả như dừa xiêm lùn, mít thá và mít không hạt. Nói chung các loại cây thì tôi trồng đủ hết trên cái vườn. Sau khi có được cái phong trào mà chủ trương ở trên đề ra nhân dân hưởng ứng, tập trung rất nhiều, xây dựng nhiều lắm, như đường lòn ngõ xóm, điện xóm đường quê cũng như là các giao thông nội đồng thì nhân dân rất đồng tình. Phát huy lợi thế vườn đồi, vườn rừng, nông dân xã Tam Mỹ Đông xây dựng các mô hình chăn nuôi, nuôi heo rừng, nuôi gà theo hướng trang trại, gia trại. Khu chăn nuôi gà của gia đình anh Trần Minh Hùng ở thôn Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Đông có diện tích 1.300 m² với tổng kinh phí đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng. Môi trường chăn nuôi khép kín, hệ thống xử lý môi trường, ăn uống tự động, đảm bảo thả nuôi 19.000 con gà mỗi lứa. Thì bước đầu thì em cũng dự tính là làm cái trang trại để thu nhập thêm cho gia đình. Với lại tạo điều kiện công an việc làm cho gia đình và bà con. Thông qua việc xây dựng nông thôn mới, kết hợp với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đến nay xã Tam Mỹ Đông có trên 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 6 trên 6 thôn đạt thôn văn hóa, các trường học được xây dựng khang trang đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 23,6 triệu đồng, đến nay thu nhập bình quân đầu người đã xấp xỉ 40 triệu đồng, trên 90% lao động của xã có việc làm thường xuyên. Đối với xã Mỹ Đông thì coi như là mô hình là chủ trương là đất là nông nghiệp là chủ yếu, thành là lúc trước là chủ trương là xây dựng là hỗ trợ cho họ những cái mô vườn là chăn nuôi, là xây dựng gia trại và trang trại, một số các mô hình như bò sinh sản và bò nuôi bò gà thỏ vườn và có mô hình nuôi gà công nghiệp cũng để là phát triển nhằm tăng thu nhập cho người dân. Còn về cái chuyển đổi những cái vườn cây mà lúc trước người ta còn rậm rạp đó, giờ vận động nhân dân là phá vỡ những cái vườn cây đó, là trồng những cái vườn cây ăn trái để tạo vừa cảnh quan vừa tạo điều kiện tăng thu nhập cho cái đời sống nhân dân. Sau khi mà được đón chính quyền nhà nước là xây dựng nông thôn mới thì sở cũng có cái đời sống người dân và ý thức người dân là họ tin tưởng vào cái chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước đưa ra, họ thống nhất chủ trương và họ cũng tiếp tục cùng với phối hợp với đảng chính quyền và ý thức người dân còn cao lên, họ tiếp tục xây dựng đảng và chính quyền càng vững mạnh hơn. Tam Mỹ, Tứ Mỹ Kỳ Sanh, một thời oanh liệt trong chiến tranh, vẫn còn những dấu tích lịch sử cách mạng trên quê hương Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành hôm nay. Chùa Phú Sơn trang nghiêm trầm mặc nhưng không cách biệt với xóm làng, ruộng đồng, tạo nên bức tranh làng quê Việt miền Trung xứ Quảng, đền thờ hấp dẫn du khách gần xa. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Mỹ Đông chung tay dựng xây quê hương nông thôn mới ngày càng phát triển đi lên. Mỗi tên làng, tên đất, tên sông mãi chưa tràn trong lời ru của mẹ.